Nếu bạn đang phải đấu tranh để tha thứ cho người khác, cũng là để bản thân được nhẹ lòng hơn. Phim Một Ngày Đẹp Trời Trong Khu Phố biết đâu sẽ giúp cho bạn một chút gì đó sức mạnh để bao dung, để đương đầu với cảm xúc của chính mình mà không làm tổn thương người khác. Phim phát họa hai chân dung khác biệt về cách sống. Một bên là Roger, do Tom Hanks thủ vai, người dẫn chương trình truyền hình dành cho trẻ em, với những triết lý sống về lòng tốt và sự tử tế. Ông giúp những đứa trẻ và cả người lớn đối mặt với nhiều vấn đề về cảm xúc để trưởng thành mà không mang theo sự tổn thương trong lòng. Còn một bên là Lloyd Roger, do Matthew Vick đóng, một nhà báo giỏi, trong lòng chứa đầy oán hận kéo dài hàng thập kỷ đối với cha mình. Sự tổn thương đã khiến Lloyd trở thành một kẻ sống đầy hoài nghi, đôi khi hành xử mất kiểm soát và thiếu kiềm chế. Lloyd sẵn sàng buông những lời cay nghiệt khiến với cha, hay bỏ lại vợ con trong bệnh viện lúc nửa đêm để chạy trốn thứ cảm xúc mà anh ta không dám đối mặt. Chúng ta luôn có thể làm điều gì đó với cơn giận dữ của mình. Sự khác biệt giữa Lloyd và Roger là một bên không biết kiểm soát sự giận dữ và một bên dùng những hành động tích cực để đối mặt với nó. Lạ lắm, nhưng đôi khi tha thứ cho người mà ta yêu thương mới là khó khăn nhất. Dù không dễ dàng, nhưng dần dần, Roger đã giúp Lloyd tháo gỡ những nút thắt trong lòng, xoa dịu những tổn thương của Lloyd, từng bước giúp anh đối mặt với những vấn đề về cảm xúc để có thể tha thứ cho người cha của mình trước khi quá muộn. Không có một cuộc đời bình thường nào lại thoát được khỏi sự đau khổ cả. Có nhiều cách để ta có thể đương đầu với cảm xúc của mình mà không làm tổn thương chính mình hay tổn thương bất cứ ai khác. Roger đã nói như vậy với Lloyd trong cuộc gặp gỡ giữa hai người. Với cách kể chuyện thông minh, phim Một Ngày Đẹp Trời Trong Khu Phố sử dụng các cú máy cận cảnh đặc tả cảm xúc trên gương mặt của các nhân vật, cùng những thông điệp về lòng tốt và sự tử tế, nhân vật trong phim dần dần được khai sáng bởi những triết lý tưởng đơn giản nhưng cần thiết vô cùng. Cùng lúc đó, khán giả xem phim cũng sẽ rút ra được những bài học tương tự. Đề cử Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc, phim Một Ngày Đẹp Trời Trong Khu Phố ra mắt cuối năm 2019. Sự hóa thân hoàn hảo của Tom Hanks trong vai Fred Roger đã giúp ông nhận được đề cử Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đầu năm 2020. Fred Roger là người sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của những người dù là vô tình gặp mặt, và ông luôn nhìn các vấn đề trong cuộc sống thông qua một lăng kính đơn giản, nhẹ nhàng và đôi khi hài hước nhất có thể. Trong khi ghi hình cho một chương trình truyền hình, Roger thực hiện cảnh dựng lều, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể tự xoay sở được. Tuy nhiên, ông vẫn muốn giữ nguyên cảnh quay đó và từ chối đề nghị của đoàn làm phim về việc thử lại hoặc dựng lều trước. Ông coi thất bại của mình là một bài học quý giá cho khán giả. Khi người lớn lập kế hoạch, đôi khi họ không thành công như mong đợi. Dù đóng vai phụ, nhưng vai diễn của Tom Hanks là chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của một người khác trong phim, chuyển đổi một con người, và người đó là đại diện của chính chúng ta, những người cũng có tổn thương trong lòng. Nếu trong khu phố nơi chúng ta sống, có một người hàng xóm như nhân vật Fred Roder trong phim thì chắc hẳn những cuộc chiến nội tâm bên trong mỗi người sẽ bớt dữ dội và dễ đối mặt hơn rất nhiều.